thấy đoạn bông đi về cho tốt đẹp như bông hoa. Ok, vậy là nhiều người bông vô cúng Phật hả? Hả, người đẹp, người đẹp sao người đẹp đây không mua bông với cho người đẹp, người đẹp sao mua bông vô cúng Phật chút mua mua trước đi chị đẹp thì kêu mua trước đi kìa. Mua trước đi, mua trước đi. Chị đẹp kia mua trước đi kìa. Hai chị đẹp kia có mua gì không? Hả? Hai người đẹp. Đầy đủ luôn. Đây. Anh đứng anh quay phim và anh mua đi chứ. Hả? Mua đi chứ. Anh mua hả? Mua rồi nè. Đó. Đi chung mà. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở tại chùa Mẹ Nam Hải Bạc Liêu nha các bạn. Nhân dịp mình đi chùa là mình ghi hình lại cho các bạn xem luôn nha. Và mình mời các bạn cùng đồng hành với mình, và các bạn nhớ đừng quên cho mình xin một like và bấm chuông đăng ký để theo dõi clip mới nhất của mình nha các bạn. Và ủng hộ cho mình luôn nha các bạn. Năm nay dịch bệnh Covid nhưng mà người dân ta cũng đi chùa cũng khá là nhiều nha các bạn. Hai bên đường đi vô trong Phật đài thì bán đồ cũng khá là nhộn nhịp, khá là đông luôn nha các bạn. Thì mình đi vô tới đây là giờ này cũng coi đồng hồ coi là cũng khoảng là hiện tại là mình đi vô đây là giờ này là 5:30 nha các bạn. 5:30 chiều á.
bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem video tiếp theo, ủng hộ Thanh Phong nha. Xin cảm ơn các bạn.